Tuấn miền Nam xin gửi lời chào đến quý ông bà cô bác và tất cả anh chị em. Thì hôm nay tất cả hội từ trong hội từ thiện của xã Lâm Giang thì thu hoạch nghệ quý vị ơi. Thì quý vị rào vào xem kênh của Tuấn miền Nam, thì Tuấn miền Nam cũng rất mong tất cả quý ông bà cô bác và anh chị em hãy ủng hộ đồng hành cùng kênh. Thì sáng giờ là cũng ra được một mớ rồi. Đây là ông hậu trưởng ở Mương Nhà Đàn. Thì quý vị có vào kênh Tấn Miền Nam xem thì cũng đây là một thành viên trong kênh văn năm thì cũng rất là quen với tất cả quý vị rồi. Nhưng anh có anh này là mới nè, anh này là công lao rất cực khổ với cái hai công nghệ này. Thì ảnh chồng chút xíu tới, chút xíu em quay tới chị. Đây là anh Đầy. Còn bên kia thì quý vị cũng vào xem rồi thì quý vị thấy cái đây là một vị cũng không lạ về gì với kênh Tuấn Miền Nam. Cũng có trèo non vượt suối rồi, lên núi băng rừng. Đó là chú Út đến từ Mương Ấp, xã Kiến Thành. Cái gì? Vậy nhà chú còn ở dưới bờ dưới hả? Vậy mà con tưởng đâu bờ trên? Vậy là ở xã Long Giang luôn quý vị ơi. Vì Tuấn nghĩ là chú Út ở bờ dưới trên, vì Mương Ấp thì bờ dưới là của Long Giang, bờ trên thì của Kiến Thành. Đây là chú Cường ở trong Mương Nhà Đàn, cũng gần nhà của bác Năm. Còn ông chú này thì đến từ xã Nhân Mỹ, chú Bảy. Cung cấp lương thực rồi bỏ đi đâu Tàn? Đi ăn đi đâu vậy? Chị Lý, chị đâu chị Lý? Quỷ chị à? Chị Lý như vậy chứ nấu cơm gì? Thằng bánh mì bị kiến lửa cắn. Thì hôm nay đến cũng ít hơn mỗi khi quý vị ơi. Rửa tay đi anh chị em cô bác ơi. Ai có dùng bánh mì bánh bò cho dùng. Có bánh bò nữa hả? Không có ông đó, không phải đâu. Nghe kỹ coi nghe. Không phải bánh bò đâu, đừng có ham. Ông nghe bánh bò. Là bánh mì không có bò đâu. Bò bò đáng bánh bò hả? Quánh cái bò luôn á. À, chị đây là chị Lý ở đến từ chùm bà vệ nghe quý vị. Bà vệ. Quý vị nhìn mặt em nghe chùm bà vệ đó. Chùm mệnh hả? Chùm mệnh chắc. Rồi gì ông nói đi, tôi trả lời ông nghe nè. Hôm nay thì cũng thay mặt tất cả cô bác và anh em đây. Lựa cũng cái chỗ gì mà kiến thắng muốn chết hả? Người ta cái ổ kiến của em. Bây giờ ổ kiến luôn. Mới chịu à. Rồi đây chân tôi đỏ chân nè. Hổm dài là từ khi lấy giờ không thấy chị đem bánh mì gì ra, nhưng bữa nay hoàn cảnh nào thúc đẩy chị đem bánh mì ra cho tất cả ở đây dùng vậy? Dạng sự do duyên, có duyên là mình gặp nhau. Nếu mà thật sự tôi có duyên tôi sẽ đem bánh mì cho quý vị ăn hoài luôn. Nếu mà quý vị chịu ăn mà chịu đi làm là có hoài luôn. Rồi cũng xin tình, là tôi bán thẳng tôi cũng chơi luôn đó. Mọi người ở đây cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi chút xíu là có cơm luôn đó nghe quý vị. Rồi rồi cảm... là có món dưa hấu đó. Rồi cảm ơn chị rất nhiều á chị Lý. Đứng đi mình điện hoài, đứng tới đâu rồi hãy đem tới đó nha. Bật cái bánh vô đi. 0997 8672. Không có tới nước cảm không?
ông tôi có tiền trong túi là tôi đi tới đó. Vậy mỗi người ta đi người ta điện rồi, anh bỏ nghe. Tôi đi nấu cắm tôi điện là ông phải lên đó. Điện rồi phải lên đi. Ừ. Mà lấy số được không? Lấy số đi, mày lấy đi. Lấy lấy cái số đi. Cho đi trời. Đây là cũng là chú Thảo đến từ nhà đàn, trên nhà đàn 200m. Bể cái đàn luôn á. Bể cái đàn lâu rồi. Còn đây là ông Bác Hai, chuyên cung cấp bắp mà bữa nay dường như là bắp bị chặt hết rồi, cho nên không còn nữa. Còn đây là anh Bầu Trung, Kỳ Phụng địch thủ với bác ba ông chú Bảy. Cậu Kỳ Phụng địch thủ cho vui thôi quý vị ơi, chứ không có giận thần gì. Còn đây ông thầy Tư. Thầy Tư ơi, ông muốn sửa đậu nành đó thì ông đứng đây đi chút xíu, có người đem tới cho ông luôn ha. Muốn pha mi pha nước gì cũng có chừng á. Thầy Tư ông nội Hàm Hình đó hả? Ông nội Hàm Hình. Ăn đi chị ba. Đào lên vậy đó quý vị ơi. Ăn đi, ăn đi. Ăn hoài cũng có thấy lớn đâu. Vui lắm quý vị ơi. Nhưng hôm nay thì ít. Bữa nay có mấy chục từ rồi. Đợt rồi 100 mấy. Ở đây thì ít cho nên cũng không có cho đồng đạo phương xa hay. Vòng vòng đây anh em được nhiêu làm nhiêu. Rồi anh em nào khát nước ấy lại ăn bánh mì giải khát đi nha. Chút xíu là bao lâu? Tôi điện mà ông nói chút xíu là sao? Hả? Chút xíu là bao lâu? Để đây anh em không có đói đâu. Giờ này em chưa ăn đâu. Thầy Tư, ông nói chút xíu là bao lâu? Hả? 15 phút hả? Tôi bảo đảm ông nửa tiếng nữa chưa có nữa. Đây là hình ảnh của ông thầy Tư nha quý vị. Thì Tuấn cũng có giới thiệu rồi. Tuấn cũng xin phép được giới thiệu lại cho tất cả quý vị nào chưa có nghe qua. Thì làm thầy Tư chuyên cho chị đau nhất. Nhất khớp, mỗi tay, mỗi giò, nhất đùi gối, nhất tay, nhất vai, nhất cổ, nhất đầu. Thì cứ đến ông thầy Tư, rồi ông đi chạy ra ngoài tiệm thuốc tây, ông mua cho 2 liều uống là hết quý vị ơi. Quý vị coi đi mà là lấy thuốc nam mà đi ra tới ngoài là ngoài đồng mà có người đem ra tới chỗ mà đứng khóc mời mua giấy số luôn nè. Mà không ai mua hết trơn, thiệt tình. Khổ. Thằng Tài đem ra tới chỗ luôn quý vị ơi. Ông Út Út đâu phát sữa đâu Út ơi. Cái này thì cô bác anh chị em lại thì cũng khá là đông người quý vị. Thầy Tư mặn nhiệt tình không? Miệng ngậm nước thuốc, tay bằng cỏ. Phát rồi 2 bịch hả chị Út? Bịch rồi có rồi, đậu nành rồi, pha mi luôn. Quay ông đi theo kìa, quay ông đó.
Đây là ông trưởng đoàn dân Mỹ, ông dân là ông Khoa, ông Phát, Phan Phát sữa. Này bắt đầu là chuyển ra ngoài kia nha quý vị. Ra ngoài bờ mương ngoài kia. Cho thuốc ngoài hàng cây qua đó đó. Anh Bầu Trung và anh Út Tấn. Bên đây là anh Út Tấn, bên đây là anh Bầu Trung. Rồi lên bắt đầu chỉnh cái bao lại chút xíu qua bên phía bên trái á, cho nó hơi nghiêng qua bên trái chút xíu. Rồi chưa? Chuyển lần hai bao, ba hai bao gì đó gì ơi. Giờ phát sữa sao rồi ông thầy? Đó. Độn nành pha mi luôn quý vị ơi. Đây ông trưởng đoàn có nhân Mỹ ông còn bắt đầu phát thoại sữa đậu nành pha mi. Nhớ chừa lại với nghe để phát là hết không cố khóc nha. Anh đậu nữa. Nhắc trước hả? Cho mượn luôn. Nếu anh cho 7 ngày cho 7 giá rồi. Cho mượn luôn. Rồi. Đội trưởng nói phải có chứ. Sáng là 30 rồi. Sáng là 20 mấy rồi. Đi đâu? Đâu ông bảy? Đi đâu? Với bà. Với bà 3 tháng 4 hả? Dài nữa, biểu cả này mới đi ngang qua mấy ngày này chạy ngang đó là chạy vô không được thì lấy gì mà đi? Vô không được, vậy muốn mình đi không được. Hết rồi kìa. Giờ này cũng trưa quý vị, 11 giờ mấy rồi. Chắc là nắng lên rồi, nóng lưng rồi. Giang này ông lết không vô đó bác hai? Lết không à.
cô bác đến thì cũng khá là đông, nhưng mà không bằng hôm trước mà ở bên Tân Long quý vị. Tân Long thì cô bác bốn phương hợp về rất là nhiều, còn ở đây chỉ có một phương thôi. Vòng vòng huyện Chợ Mới nhưng chỉ có ba xã: Kiến Thành, Lâm Giang và Nhân Mỹ. À, ông nội hầm hình giờ này thì bằng cỏ, ông nội hình thì bằng cỏ chung với mình. Mong ông hỏi hầm hình bằng lông mốt không, ông kêu mình đi giết theo ông. Lúng đầu được rồi. Giờ này thì chuyển ra cũng mua được một số cũng nhiều cô bác ơi. Giờ này có tài xế mới lại nữa. Rồi cũng sắp xong rồi quý vị ơi. Giờ này thì Tướng có công chuyện, Tướng phải về. Thì video buổi quay tại xã Lâm Giang thì cùng hội từ thiện cùng ba xã thu hoạch ngày đến đây thì Tướng cũng xin kết thúc. Kính chúc tất cả quý vị được ăn vui và hạnh phúc, sức khỏe tốt. Rất mong tất cả quý vị có vào xem hãy ủng hộ đồng hành cùng kênh, hãy like, subscribe và chia sẻ video đem đến tất cả mọi người cùng xem quý vị. Và Tuấn cũng xin bye bye và hẹn gặp lại. Đi về ông Bảy ơi, trước ạ. Tới giờ tôi về tôi đi hát rồi, không cần lãnh tiền ở đây đâu.